mọi người, xin chào ông bà cô chú. Bây giờ sau đây là đến tiết mục mà mẹ Olive sẽ chuẩn bị làm sữa bắp cho Olive. Tối hôm qua thì Olive có đi HGB mua bắp này nè, đang sale ở trong HGB hình như có 33 cent một trái thôi. Cho nên là tối hôm qua ba với mẹ với Olive rủ nhau đi mua bắp về để làm sữa bắp. Thì Olive có đòi là ba người cùng làm. Olive muốn là ba với mẹ với Olive cùng làm. Cho nên đó là mà Olive lại muốn là chiều mai á, mẹ đi rước ô á, phải đem theo cho Olive một ly sữa bắp. Cho nên là bây giờ mình mua 10 trái, mình sẽ làm thử nghiệm trước 5 trái để coi coi có thành công hay không, có ngon hay không. Rồi sau đó còn 5 trái này á, là chờ để Olive về rồi mẹ Olive sẽ cùng làm với Olive và ba. Olive đòi ba người làm lận, phải có ba có mẹ mới chịu. Là sẽ làm đợt 2. Đó, bây giờ xin mời ông bà cô chú theo dõi nha. Lần đầu tiên mẹ Olive làm sữa bắp theo yêu cầu của Olive luôn, không biết là có thành công hay không. Đây nè ông bà cô chú, nguyên liệu của mình thì gồm có 5 trái bắp nè. Đó, và 500ml sữa tươi. Sữa tươi thì tùy là mình dùng sữa tươi không đường hay là sữa tươi có đường. Ở đây thì mẹ Olive dùng sữa tươi mà Olive hay uống hàng ngày đó thì cũng có đường, cho nên đó là tùy mọi người thích lạc hay thích ngọt thì mình sẽ thêm bớt cái lượng sữa ha. Thì ở đây là 500ml sữa tươi và 200ml sữa bò đó, mình có thể mua sữa bò Ông Thọ hay là sữa bò hiệu cô gái Hà Lan hay cái gì đó, nhưng mà miễn sao là sữa bò thôi ha. Đó, 5 trái bắp, 500ml sữa tươi và 200ml sữa bò là mình sẽ có được một nồi sữa bắp. Bây giờ thì mình sẽ lột cái trái bắp này ra, xong rồi mình đi rửa, rồi để mình cắt ra, mình cắt mình lấy bắp ra để mình chuẩn bị bỏ vô máy mà mình ép á. Còn cái cùi á thì mình sẽ bỏ vô nước mình nấu ha. Mà cái rau bắp này nè ông bà cô chú, thường á thì mình nấu nước mát á, mình cũng bỏ rau bắp cho nên nó mát, nó cũng ngọt ngọt nữa, cho nên là mẹ Olive sẽ bỏ lá đi và sẽ sử dụng cái rau bắp này nè, bỏ vô cái nồi để nấu cái nước vô, nấu cái nước của cái rau bắp này chung với cái cùi bắp, để hồi nữa mà mình dùng cái nước đó để mà mình nấu sữa bắp ha, sau khi mà mình ép cái bắp ra. Đó, bây giờ mình sẽ lột 5 trái bắp ra, bắp lá ra, lá và rau để riêng một bên để hồi nữa cắt bắp ra rồi mình luộc. Trái bắp này thì rất là tươi nha, 33 cent một trái, rất là rẻ luôn, chắc chuẩn bị sắp vô mùa bắp hay sao mà rẻ quá trời. 33 cent một trái rồi mà tươi nữa chứ nè, bấm nè. Nó non quá trời luôn, nó non, nó xì nước ra luôn nè. Rồi để mình làm thật là nhanh rồi mình sẽ đến cái giai đoạn tiếp theo cho ông bà cô chú coi nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu để mà mình cắt cái bắp này ra để bỏ vô để mà xa ép nha cả nhà. Bây giờ nó văng nhiều quá. Rồi bây giờ thì cái cùi bắp này nè với lại cái rau á mọi người, mẹ Olive sẽ bỏ vô cỡ khoảng chừng 1 lít nước. Đó, bỏ lên 1 lít nước nấu cho sôi lên. Đó mọi người thấy không? Lý do mà mẹ Olive dùng cái máy ép này nè để sử dụng để mà làm sữa bắp á, tại vì cái máy ép này nó rất là tiện nha. Mình có thể bỏ bắp vô sau khi mà mình cắt ra, rồi cái mình ép thì một bên nó là nó ra nước, một bên nó là nó ra sát, cho nên nó tiện, nó save được nhiều thời gian, mình không có cần phải bỏ vô giống như là máy sinh tố mà mình ép á, mình sai á thì sau đó mình còn phải dắt để mà mình bỏ sát ra, còn cái này rất là tiện, đó. Chỉ cần á hả mấy phút thôi là xong. Để quay cho ông bà cô chú coi nè. Đó, đây nè ông bà cô chú, đây là cái bắp mà mình đã cắt ra nè ha. Còn ở đây là mình ép một bên là ra nước nè, còn bên đây là nó ra xác nè. Đó, xong mình bỏ cái xác này, mình lấy cái nước này mình đi nấu thôi, rất là tiện mà nhanh nữa chứ. Đó thì để quay cho ông bà cô chú coi cái máy ép, mà cái hiệu máy ép của mình luôn, mình có thể mua bất cứ loại máy ép nào ở trên Amazon này kia cũng được.
Nhưng mà máy mà của mẹ của Ô Liu xài á, là máy hiệu này, Purum. Đó. Rồi đây nè mọi người, ở đây á, là cái nước mà mình nấu cái rau bắp với lại cái cùi á. Mình lọc ra rồi thì bây giờ mình sẽ đổ cái nước ép bắp vào. Đó, và bây giờ mình sẽ nấu khoảng 5 đến 10 phút ha. Đó, mình nấu từ 5 đến 10 phút cái hỗn hợp này. Mà mình nấu với cái lửa nó nhỏ nhỏ thôi, mình nấu chậm chậm từ từ lửa nhỏ thôi, thì cái nước sữa bắp của mình nó khi mà nó là thành quả thì nó sẽ không, nếu mà mình để trong tủ lạnh á, nó sẽ không bị tách nước. Nhiều khi mà mình để lửa lớn nó sôi nhanh, xong cái mình để tủ lạnh, mình để dành mình uống chứ cũng không uống được một lần xong hết nữa. Cái sáng mai cái tự nhiên phần nước ra phần nước, phần bắp ra phần bắp kiểu vậy á, thì cho nên là nó bị tách nước. Vì thế mà giống như là theo như mà mẹ Ô Liu nghiên cứu á nha, ghê không, lần đầu tiên nấu nè, nhờ có Ô Liu có con gái á, mới nghiên cứu nấu được nồi sữa bắp, chứ bình thường thì chắc là mẹ Ô Liu sẽ đi ra mua thôi chứ cũng không có chịu xiên mà nấu gì đâu. Thì như mà mình nghiên cứu á, thì mình muốn mà cho sữa bắp nó ngon, nó béo, giống như nó không có bị tách nước á, thì để khoảng 1-2 ngày mà mình dùng á, thì mình lúc mà mình nấu cái hỗn hợp này thì mình nấu với cái lửa chậm thôi, lửa nhỏ thôi, và quậy chậm chậm và nấu với lửa nhỏ cỡ khoảng chừng 10 phút. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái đồng hồ mình bấm 10 phút cho nó chắc. Đó, cứ bấm canh khoảng 10 phút thử rồi mình coi tốc độ sôi nó như thế nào, chưa sôi thì mình nấu thêm. Đó, nhưng mà có cái đồng hồ canh cho nó dễ. Tiền tiền tiền, 10 phút đã trôi qua nha ông bà cô chú. Rồi bây giờ cái nước cái cùi bắp với lại cái nước ép bắp á, đã sôi rồi nè ông bà cô chú. Ôi sôi quá trời luôn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ cái sữa tươi vô ha. Đó, đây là nửa lít sữa tươi. Nửa lít sữa tươi nha. Và đây là 200ml sữa bò, bỏ vô luôn. Rồi đó, bây giờ thì mình chỉ có quậy lên cho nó sôi một lần nữa thôi. Rồi mình nếm thử coi ngọt lạt có vừa ý mình hay không. Cho nên lúc mà mình bỏ sữa tươi với sữa bò đó, mình không có bỏ hết vô. Mình chừa lại một chút xíu rồi để mình thử. Nếu mà vậy thì nhiều khi ví dụ như mình có thể canh được độ ngọt với lạt. Ví dụ như là mình chừa lại thì có thể là nó hơi lạt, thì mình sẽ chăm thêm. Nhưng mà nếu nó đã quá ngọt rồi thì mình hơi khó sửa một chút xíu ha ông bà cô chú ha. Đó, cho nên lúc mà mình đổ vô thì mẹ Ô Liu có chừa lại một ít sữa tươi và một ít sữa bò, xong mình thử xong coi nếu nó lạt thì thêm, còn nếu nó ngọt vừa đủ rồi thì thôi. Rồi đây ông bà cô chú ơi, mình sẽ rót ra ly nha. Đó, rót ra 3 ly, chuẩn bị cho 3 cha con. Và mình cũng sẽ rót thêm một ly đem đi to go để đi rước Ô Liu nữa nha. Sữa bắp nóng hổi luôn, vừa thổi vừa uống nha. Đó, chăm cho nó đầy thêm một chút để mất công và phải đều nữa nha, để Ô Liu complain á. Chỉ sau 30 phút thôi là mình có được một nồi sữa bắp ha. Sữa bắp này mình có thể để trong tủ lạnh uống được 1-2 ngày nha ông bà cô chú. Rồi video làm sữa bắp tại nhà cho bé Ô Liu đến đây thì xin kết thúc. Lần đầu tiên mà mẹ Ô Liu làm sữa bắp theo yêu cầu của Ô Liu. Nếu mà ông bà cô chú mọi người xem video có cái cách nào, hoặc là giống như là nếu có biết thêm được cái thông tin nào, điều gì mà có thể nấu được sữa bắp ngon, thì hãy comment cho mẹ Ô Liu học hỏi nha.